Con đi đâu? Con để bên cạnh nhé. Đưa chị, đưa chị, đưa chị, đưa chị. Đưa cái vỏ cho chị. Thế. À, chị bỏ vỏ lại vào đấy hả? Ê, con lại chồng chị. Đấy, con để lên mặt kính, không đưa sang tay mẹ. Đưa sang tay đi mẹ. Con đưa sang tay. Đây, đưa cô cầm cho. Cô ra cô bỏ vào thùng rác. Kẹo của bà ngon nhỉ? Kẹo chị cũng ngon nhỉ? Kẹo của bà có ngon không? Không ném chị đâu, đau chị, nhẹ tay thôi. Mẹ bảo nhẹ tay thôi. Chua rồi, đây một ném 100. Ném vào người chị thắng rồi. Người không bỏ ném vào đâu còn chua. Chị có ném vào người này. Thế nhưng mà nó có thể ăn bánh ngọt không? Ôi dồi ôi, bà đưa cho nhiều thứ thế. Nó đang bóc kẹo thì bà được hôm có cháu, bà mời đủ thứ. Thế thì cô đúng không, có cháu bà mời đủ thứ luôn. Ngày hôm nay là định thay cái này, thay toàn bộ bằng cái cửa giả Euro window ấy. À rồi, để cho nó ấm. Cửa này thì nó lạnh. À, cái cửa kia thì là nó hai lớp kính đúng không? Ồn, nó chống được ồn mà nó lại ấm, mà nó lại mùa đông nó lại ấm, mùa hè lại mà tránh được nắng. Những cái đang mà thay mình mua nhà nó sẵn như này rồi. Đúng rồi. Là vui. Và cũng cũng được cái hay là nhà tầng trên cùng cho nên mới cơi nới được. Đúng rồi. Tầng trên được nhiều hơn diện tích hơn. Hay vậy. À, thế là mình nới ra phần cầu thang. Phần cầu thang. Một gian nhà bác một gian. Rồi. Chính cái nhà này là tầng, là mẫu chứng minh 5 tầng. Đúng rồi. Cơ quan xây được 3 tầng thì hết tiền. À rồi. Cứ đưa cái bản thiết kế ra là nó phải chịu. Phải chịu.